vẫn liên quan đến tham nhũng. Một cựu quan chức do tham nhũng đất đai bị đưa ra tòa xử tội. Trong lời phát biểu cuối cùng trước tòa, người này đưa ra nguyện vọng xin miễn hoặc giảm án để tiếp tục cống hiến cho quê hương. Từ cống hiến mà vị tham quan này sử dụng khiến cộng đồng bất bình vì cho là không phù hợp. Cát Linh trình bày chi tiết về điều này. Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án làm thất thoát hơn 10 tỷ đồng khi thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Formosa Hà Tĩnh kết thúc với hình phạt tù giam dành cho các bị cáo. Trong đó, ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, kiêm chủ tịch Hội đồng Bồi thường và Giải phóng Mặt bằng huyện Kỳ Anh, dù biện minh là do áp lực của cấp trên nên phải nhắm mắt ký bừa, đã nhận mức án 12 năm tù giam. Khi được nói lời sau cùng, ông nói rằng, tôi xin đề nghị miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt cho tôi để tôi tiếp tục cống hiến cho quê hương. Quê hương của ông Nguyễn Văn Bổng có lẽ trước hết phải nói đến là thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi ông đóng vai trò là người đầy tớ của hàng ngàn hộ gia đình cư dân. Xa hơn nữa, quê hương của ông Bổng là đất nước Việt Nam, nơi mà nhà thơ Đỗ Trung Quân từng nói là mỗi người chỉ có một. Trên chính mảnh đất đó, mỗi một con người sẽ là một phần nhỏ của trang lịch sử lớn. Mỗi một cá nhân có quyền được hưởng di sản của quê hương và ngược lại, có quyền cống hiến để giữ gìn và phát triển. Theo tiến sĩ Vũ Minh Giang, nguyên ủy viên Ban Lý luận Trung ương cho rằng, nếu hiểu theo cách thuần túy của ngữ nghĩa thì từ cống hiến mang một ý nghĩa tốt đẹp, vì chuyển tải thông điệp là mang công sức của mình ra để làm một điều gì đó có ích. Cũng theo ông, mọi cá nhân có một nguyện vọng riêng của người đó. Chính vì vậy, khi xét về từ cống hiến nên có hai chiều suy nghĩ. Một là từ cá nhân người đó và hai là từ xã hội. Tôi nghĩ là cống hiến ấy thì phải hiểu theo cái chiều là nguyện vọng cá nhân của từng người. Người ta hiểu rằng người ta muốn được làm một cái gì đó và theo cái cách nghĩ của họ thì là cống hiến. Thì đấy là cái chiều nghĩ. Vâng. Đấy, thế còn cái chiều thứ hai là đánh giá của xã hội, đánh giá của cộng đồng. Đấy, thế có khi cái nghĩ của cá nhân nó chưa chắc đã trùng với cái của cộng đồng. Do đó, khi nhận định về phát ngôn của nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Nguyễn Văn Bổng trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuy tiến sĩ Vũ Minh Giang cho rằng đó là cách diễn đạt thể hiện nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Văn Bổng, tuy nhiên... Thế còn cái đó thì nó phải đặt trong cái tình huống cụ thể. Thế là dân chúng ở đây người ta có nghĩ thế là cống hiến hay không? Trong cái công việc ấy thì cái việc mà ông ấy xin được cống hiến như thế thì nó có chính đáng hay không? Thì tôi nghĩ rằng cái đó thì nó lại là cái quan hệ hai chiều. Vụ án của ông Nguyễn Văn Bổng liên quan đến hoạt động giải tỏa đất đai cho dự án nhà máy thép Formosa và cảng nước sâu Sơn Dương trong những năm 2008-2009. Trong đó, ông Bổng và các cán bộ đồng lõa bị cáo buộc biến hóa đất công hoặc đất tranh chấp thành đất nông nghiệp để được hưởng đền bù 100%. Theo tường trình của báo Việt Nam Net trong nước, hành vi của ông Bổng và những bị cáo trong vụ án đã gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng cho hai xã Kỳ Long và Kỳ Phương. Trong lời nói sau cùng ở phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Bổng nhắc đến thành tích 40 năm học tập và cống hiến của ông và tiếp lời với nguyện vọng xin được miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt để ở ngoài xã hội ông được tiếp tục cống hiến cho quê hương. Người dân cả nước chưa bao giờ quên và ngưng nhắc đến câu chuyện nhà máy thép Formosa Vũng Áng gây ra thảm họa môi trường biển cho 4 tỉnh miền Trung trong suốt mấy tháng qua. Từ những câu phát biểu của những quan chức có trách nhiệm trực tiếp cho đến quá trình xử lý hậu quả, bồi thường thiệt hại cho ngư dân 4 tỉnh. Báo cáo của Tổng cục Thống kê hồi cuối tháng 9 năm 2016 cho biết đã có đến gần 25.000 người dân mất việc sau sự cố môi trường biển bị nhiễm độc. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, ông Lê Sáng, một người dân ở Hà Tĩnh cho biết ảnh hưởng của thảm họa môi trường biển với đời sống nói chung của người dân. Chơi búa mà bị cái biển với cá như thế này thì người ta cũng là thất thu, người ta không đi chợ. Chồng đi làm về thì vợ mang đồ hải sản lên chợ bán, nhưng mà hôm nay không ai mua thì chồng cũng không đi biển luôn. Như tôi là có xe buôn hải sản, bây giờ người ta không đi biển thì tôi lấy gì buôn? Đấy là một cái thất thu của tôi. Rồi người ta mua cái đồ thực phẩm, rồi bia rượu, bánh kẹo, đường sữa để cho dân phục vụ dân đi biển. Bây giờ dân không đi biển
tỉnh thì tôi bán cho ai? Một ngư dân ở Hà Tĩnh trả lời phóng viên của chúng tôi về những khó khăn mà ngư dân bốn tỉnh gặp phải. Khi mà đánh bắt trên biển á, thì cái hương hương được lấy cái biển chưa chết thì tôi cũng đi ra mặt trên biển thì tôi thấy tôi gặp rất nhiều thuyền bè ở tỉnh Nghệ An, nó vùng biển của Nghệ An cái khí mà bởi vì kéo cái luồng cá, khí nó con cá con mực mà nó đi kéo theo dòng nước thì ở tỉnh Nghệ An tỉnh thì lại đến vùng của tỉnh Nghệ An, đến bắt đánh bắt ở vùng tỉnh Nghệ An. Khi mà thả vào môi trường hiện tại ở bốn tỉnh miền Trung thì các cái tỉnh lân cận cụ thể như là tỉnh Nghệ An thì sát với tỉnh Nghệ An thì cũng chẳng xa nó báo, mà một cái khó khăn nhất, một cái thiệt hại nhất đó là khi mà đánh bắt thu nhập về chẳng ai mua chuộc, mặc dù cả đó là chuyện của tỉnh Nghệ An. Tiến sĩ Vũ Minh Giang tuy đã cho rằng lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Bổng là cách thể hiện suy nghĩ cá nhân của ông, thế nhưng nếu xét theo quan hệ hai chiều thì cần phải có sự nhìn nhận của chiều ngược lại. Trong vấn đề này thì niềm tin của tiến sĩ Vũ Minh Giang dành cho người dân là người được nhận sự cống hiến. Mà tôi thì luôn luôn tuyệt đối tin tưởng vào cái đánh giá của nhân dân. Bởi vì là chân lý là thường ấy là được nhìn nhận một cách nó phổ quát thì cái việc làm nào đó mà được nhân dân họ đánh giá một cách thống nhất đấy mà thì thường đấy là cái điều mà nó sát gần với chân lý. Cống hiến từ bản thân của nó đã luôn là một lý tưởng đẹp, dẫn đến những hành động cao cả, hy sinh, góp phần tạo ra hoặc nâng cao giá trị sẵn có trong cuộc sống. Lịch sử chưa bao giờ quên những sự cống hiến cho nhân loại, từ chính trị cho đến khoa học nghệ thuật. Và người đặt con dấu tri ân cho hai từ cống hiến ấy không ai khác, chính là nhân dân. Họ in hai từ ấy vào cuốn sổ thời gian để người đời sau ghi nhớ. Truyền thông từng trích dẫn câu nói của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nói lời từ biệt với các thành viên chính phủ trước khi Quốc hội miễn nhiệm ngày 6 tháng 4. Đó là chúc các đồng chí và chúc tôi luôn kỳ nghỉ, chính sách ráng giữ gìn sức khỏe, làm công nhân tốt, đảng viên tốt, ráng được vào chương trình sống tử tế, làm người tử tế. Ngay sau đó, câu nói này gây chú ý dư luận và được truyền thông mạng bàn tán với hàm ý làm lãnh đạo tử tế và làm người dân tử tế, cái nào khó hơn. Giờ đây, sau nguyện vọng của nguyên Chủ tịch Nhân dân huyện Kỳ Anh, ông Nguyễn Văn Bổng, người dân lại một lần nữa đặt câu hỏi, họ được gì sau 40 năm cống hiến ấy? Trong hai ngày 5 và 6 tháng 12, hai linh mục Nguyễn Đình Thục và Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với các dân biểu Đài Loan tại Đài Bắc liên quan đến vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam do tập đoàn Formosa của Đài Loan gây ra. Buổi điều trần có sự tham dự của các dân biểu Đài Loan Tô Thị Phần, Ngô Công Dụ, Trần Mạn Lệ và người đại diện của Chủ tịch Quốc hội Tô Gia Truyền. Phía Việt Nam có linh mục Nguyễn Đình Thục của giáo xứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh. Linh mục Nguyễn Đình Thục đã thay mặt cho người dân bị ảnh hưởng của vụ ô nhiễm môi trường để đạt lên Quốc hội Đài Loan những yêu cầu và nguyện vọng của các nạn nhân Formosa tại Việt Nam. Ông nhận xét với VOA. Họ rất là quan tâm đến cái vấn đề của Việt Nam. Thể hiện qua cái việc là có 3 dân biểu đã tham gia trong cái buổi điều trần. Có nhiều luật sư, rồi có đại diện của Chủ tịch Quốc hội và các cái đại diện của các cái tổ chức xã hội dân sự đã cùng tham dự trong cái buổi đó. Và sau khi mà tôi trình bày cái vấn đề của chúng tôi xong đó thì họ đã thảo luận và xem ra họ rất là nỗ lực để tìm ra một cái giải pháp mà cho cái vấn đề đó. Ở Việt Nam á, lẽ ra trách nhiệm của họ, họ phải bảo vệ cái người dân của họ. Họ phải lắng nghe cái tiếng nói của các nạn nhân để họ hiểu được các nạn nhân phải chịu những cái thiệt hại, những cái khổ cực như thế nào. Nhưng mà xem ra cái việc đó rất là khó để có thể thực hiện được ở Việt Nam. Ví dụ như bây giờ tôi đến để gặp một vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam chắc là tôi nghĩ là rất là khó. Nếu như mà tôi gặp một vị như là bộ trưởng hay thì có lẽ là nằm ngoài cái ước mơ của tôi cũng có lẽ không thực hiện được. Nhưng mà đây chính phủ Đài Loan họ đã dành cho chúng tôi cái điều đó. Tôi cảm thấy như là một vinh dự. Họ đã quan tâm đến cái vấn đề của Việt Nam.
Kể từ khi sự cố ô nhiễm môi trường ở 4 tỉnh miền Trung xảy ra từ đầu tháng 4 cho tới nay, đa số người dân ở khu vực này vẫn chưa tìm được công ăn việc làm mới. Linh Mục Thục cho biết nhiều người đã phải bán cả thuyền bè để trả nợ ngân hàng khi chưa tìm được nguồn thu nhập thay thế. Mặc dù chính phủ Việt Nam đã đồng ý mức bồi thường thiệt hại 500 triệu đô la của công ty Formosa, nhưng các nạn nhân nói số tiền trên là quá nhỏ bé so với mức độ thiệt hại gây ra cho người dân và đối với môi trường, ước tính sẽ phải mất nhiều năm để khôi phục. Một số linh mục Công giáo đã giúp đỡ cho người dân bằng cách quyên góp vật chất và hỗ trợ về mặt pháp lý cho người dân khởi kiện Formosa. Sau buổi làm việc với các dân biểu Đài Loan, linh mục Nguyễn Văn Hùng tại Đài Loan cho biết kết quả. Bên phía các dân biểu, với sự bảo trợ của Quốc hội sẽ yêu cầu công ty China Steel, là công ty có cổ phần hình 25% trong cái cổ phần của công ty Formosa Hưng Nghiệp ở Hà Tĩnh, phải đến trong một cuộc tranh luận công khai ở Quốc hội để mà yêu cầu công ty China Steel phải trình bày những cái kết quả kiểm nghiệm về chất độc đã thải ra trong nước biển và hiện nay đã làm cái gì để mà giải quyết cái sự độc hại đó trong nước biển. Đồng thời cũng yêu cầu công ty China Steel là công ty của chính phủ Đài Loan là có trách nhiệm về cái việc đó. Đó là điều nhất. Điều thứ hai là chúng tôi yêu cầu sửa đổi luật pháp của Đài Loan. Các đại diện của Việt Nam đã trình lên Quốc hội Đài Loan những yêu cầu phải sửa đổi một số quy định luật pháp về việc kiểm soát và xử lý những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ở nước ngoài như Formosa. Linh Mục Hùng cho biết chi tiết. Thứ nhất là chúng tôi yêu cầu là bên Bộ Kinh tế trong cái việc mà xét duyệt những cái đề án kinh tế của Đài Loan đến các nước làm việc á, đến các nước đầu tư đó thì không thể chỉ báo cáo miệng mà nó phải có một cái trình tự đi qua. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà công ty mà ra nước ngoài mà gây những thiệt hại hoặc là vi phạm nhân quyền thì chính phủ phải có trách nhiệm để mà ràng buộc công ty đó. Điều thứ ba là những nạn nhân ở tại những quốc gia mà những công ty làm kinh doanh khi mà gây những tai hại đó thì người dân chúng tại địa phương, tại nước đó có quyền đến Đài Loan để thư kiện. Linh Mục Nguyễn Văn Hùng cho biết trong hai ngày làm việc, dân biểu Tô Thị Phần đã nhiều lần đề cập đến việc chính phủ Đài Loan trong những năm qua đã tạo điều kiện cho tập đoàn Formosa phát triển quá lớn mạnh. Chính điều này đã gây khó khăn cho việc giới hạn những việc làm sai trái của tập đoàn này. Cũng theo Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, tập đoàn Formosa tại Đài Loan cũng không giành được thiện cảm từ người dân bản xứ sau những vụ gây ô nhiễm môi trường trong nước và trên thế giới. Công ty Formosa đối với trên trường quốc tế đó và nó cũng ảnh hưởng đến Đài Loan đó là nó đã được một cái huy chương đen, là một cái huy chương mà một cái tổ chức của bên Đức họ trao cho công ty này, là bởi vì là cái công ty này đã đóng góp vào cái việc gây ô nhiễm môi trường và làm hại cho trái đất của chúng ta đang sống. Các linh mục Việt Nam hy vọng các dân biểu của Đài Loan có thể giúp đỡ cho Việt Nam bằng cách yêu cầu công ty Formosa công bố thông tin về mức độ ô nhiễm phát thải từ các nhà máy thép, cũng như những nỗ lực cải thiện và bồi thường, đồng thời đảm bảo các nhà máy được trang bị các thiết bị phù hợp để xử lý các chất gây ô nhiễm môi trường. Các đại diện Việt Nam nói những vụ ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra tại Việt Nam và trên thế giới đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng quốc gia và chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Đáp lại những yêu cầu từ phía Việt Nam, các dân biểu Đài Loan hứa sẽ tạo áp lực lên công ty Formosa Hưng Nghiệp ở Hà Tĩnh thông qua công ty China Steel và yêu cầu công ty này phải cung cấp kế hoạch cụ thể trong việc bồi thường cho các nạn nhân tại Việt Nam. Ngoài ra, các dân biểu hứa sẽ nỗ lực đưa những yêu cầu về môi trường vào bản dự thảo kế hoạch trong chính sách hướng Nam mới của Đài Loan. Khoảng hơn 2.000 ngư dân xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã biểu tình tại nhà văn hóa thôn Xuân Hòa của xã này vào sáng ngày hôm nay để phản đối quyết định đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do thảm họa môi trường mà họ cho là không công bằng. Số người biểu tình này cũng là giáo dân xứ Xuân Hòa, Hạt Hướng Phương, Giáo Phận Vinh. Linh Mục Phêrô Mai Xuân Ái, quản xứ Xuân Hòa trên địa bàn Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết nguyên nhân giáo dân biểu tình. Dân bức xúc về chỗ là nhà nước chưa đền bù cho dân, nhưng ngược lại thì các cô giáo ở các trường thì bắt buộc học sinh đòi nợ học sinh phải đóng học phí rồi đóng bảo hiểm y tế, nhưng nó không tổ chức phòng khám cho các em, quyền lợi các em được, nên dân họ bức xúc. Một phần nữa thì
cũng có người đáng đền bù thì không được đền bù, nhưng còn có người chỉ có hỗ trợ thôi thì họ kêu lên để làm. Vậy là dân không tán thành cách làm của họ, họ bức xúc nhiều quá, họ quyết tâm xuống đường để rồi đòi lại công lý. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái cũng cho biết số lượng tham gia và phía chức năng làm việc với người dân. Khi đi xuống thì trẻ có ra, có tất cả các em đều nghỉ học để tham gia, thì số lượng gồm trên là 2.000 người đó. Vì sử thì ở đây 3.500, vì số người ở nhà và số người đi lao động ở phương xa. Còn những người tham gia chừng 2.000 người đó. Đến tại văn hóa thôn, tức là họ sợ mình đi ra đường cho nên họ cũng xin đến đó để gặp. Tức là những cơ quan chức năng về cán bộ huyện, chủ tịch huyện, rồi đến chỗ công an, rồi bộ đội, rồi chủ tịch xã. Có ra, nhưng mà họ cũng chỉ hứa như vậy. Theo ghi nhận, thì nhiều người dân biểu tình mang những biểu ngữ phản đối như hủy hoại môi trường là tội ác, yêu cầu Formosa bồi thường thỏa đáng, Formosa cút khỏi Việt Nam. Hồi tháng 6 vừa qua, công ty Formosa có vốn đầu tư Đài Loan đóng tại tỉnh Hà Tĩnh đã đứng ra nhận trách nhiệm xả hóa chất độc hại ra biển khiến hải sản chết hàng loạt, hủy hoại môi trường biển dọc ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ở miền Trung Việt Nam, đồng thời cam kết với chính phủ Hà Nội đền bù 500 triệu đô la. Hôm 29 tháng 9, chính phủ đã ra quyết định bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nguồn kinh phí được lấy từ khoản tiền 500 triệu đô la mà Formosa trả cho Việt Nam. Hơn 400 học sinh trường tiểu học Cồn Sẻ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tiếp tục nghỉ học bước sang ngày thứ ba tính đến hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 2016. Lý do được các phụ huynh cho biết là không đưa con em đến trường, nhằm yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn, Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn và Phòng Giáo dục thị xã Ba Đồn giải quyết thỏa đáng những khiếu nại về nhiều khoản thu bị cho là không cần thiết. Một phụ huynh có con em theo học tại trường tiểu học Cồn Sẻ cho biết. 400 học sinh ở Cồn Sẻ của chúng tôi á, nghỉ học vì lý do là muốn thầy hiệu trưởng Minh Khai là phải ra học đất Cồn Sẻ này. Vì 25 năm thầy về đấy là chỉ có xây một cái ngôi trường đó thôi, chứ không có một cái gì ngoài đó hết, mà cứ năm nào cũng đóng là 300 tiền xây dựng. Vị phụ huynh này cũng cho biết cơ sở vật chất của trường xuống cấp một cách trầm trọng từ nhiều năm nay, nhưng không được nhà trường quan tâm. Hiện tại trường cũng phải được phát triển, nhà tiếu thì nó bật quá, các em đi học bây giờ đi nói xin lỗi. Vì sinh là còn em vẫn giảm đi, đi mô về đến nhà là mình đi chứ ở dưới trường bận quá không có thể đi được. Rồi là cái trường mà nước tiếng còi cho các em rửa tay rửa chính là cũng còn. Bên trường thì mình đi hơi thấp cái nơi xuống cấp cái rông nhật nguồn. Bây giờ cũng mùa đóng là các em là điện cũng đủ sáng thì phải mở cửa ra thì nó lành. Mà điện thì cũng đủ sáng nhưng mà quạt còn mùa hè tiếng còi. Ý kiến các phụ huynh còn cho rằng người đảm nhận chức vụ hiệu trưởng nhà trường trong 25 năm qua là ông Nguyễn Minh Khai, không giúp nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. Hơn 250 hộ dân ở thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Linh, huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội đã biểu tình đòi đất 4 ngày nay tại khu du lịch Đầm Long thuộc địa bàn xã này. Người dân biểu tình cho biết, theo hợp đồng đấu thầu từ năm 2002 thì tới năm 2013, hạn sử dụng khu đất của khu du lịch đã hết và quyền sử dụng khu đất này phải được trả lại cho người dân. Tuy nhiên, tới giờ, họ vẫn chưa nhận lại được đất của mình. Theo trang web của khu du lịch Đầm Long, khu này có diện tích hơn 20 ha và là khu du lịch sinh thái. Khu này được giới thiệu là nơi bảo tồn và phát triển rừng Bằng Tạ với nhiều công trình phục vụ vui chơi giải trí như bể bơi, khu du thuyền, khách sạn và nhà hàng. Ủy ban Nhân quyền Việt Nam trụ sở tại Paris, Pháp hôm nay lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu, EU thúc ép nhà cầm quyền Việt Nam nghiêm túc giải quyết những vi phạm về nhân quyền cũng như cam kết của những tiến bộ thực chất cụ thể trong lĩnh vực này. Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm nay, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam cho biết vào ngày mai 8 tháng 12 tại Brussels, Bỉ sẽ diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Liên minh châu Âu và Việt Nam. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam kêu gọi EU yêu cầu phía Việt Nam phải trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo, dừng việc bắt bớ các nhà hoạt động xã hội, dân sự cũng như chấm dứt mọi hạn chế đối với quyền tự do bày tỏ ý kiến, lập hội và tôn giáo. Ủy ban Nhân quyền Việt Nam nêu rõ vào khi cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam diễn ra, thì chính quyền Hà Nội đang tiến hành đợt bắt bớ dữ dội đối với những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền cũng như xã hội dân sự độc lập.
Ủy ban Nhân quyền Việt Nam mô tả năm 2016 là một năm đen tối cho nhân quyền tại Việt Nam, với tình trạng gia tăng độ tàn bạo của lực lượng an ninh đối với các nhà hoạt động xã hội dân sự, trấn áp các cuộc biểu tình ôn hòa, chống cướp đất và môi trường bị hủy hoại như thảm họa do Formosa gây nên. Năm 2016 cũng là thời điểm diễn ra tình trạng bạo lực đối với báo giới, tiếp tục có những vụ xử không công bằng và đối xử bất công với người bị giam giữ. Thống kê đưa ra cho thấy có ít nhất 20 nhà hoạt động dân sự bị tù đày trong năm nay.